Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt đề án thí điểm cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Việt Nam, Hữu Nghị Quan Trung Quốc. Vị trí tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088-2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Việt Nam, Hữu Nghị Quan Trung Quốc. Mục tiêu đưa tỉnh Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm vùng Đông Bắc. Đây cũng là cửa ngõ quan trọng thông thương hàng hóa của các nước ASEAN với Trung Quốc cũng như các nước khác. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kỳ vọng trở thành cửa khẩu kiểu mẫu, cửa khẩu đường bộ tiên tiến nhất ASEAN, ứng dụng công nghệ cao, có hệ thống giao thông đường bộ hiện đại, kết nối với cảng biển, sân bay.